thấm cùng những câu nói hay của Độ Mi Si. Các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé. Cái cuộc sống này nó buồn cười lắm. Nhiều khi anh cứ nghĩ là nó sẽ lấy của mình cái gì đấy đi và nó bù đắp một cái gì khác lại, nhưng mà nó không đúng với tất cả mọi người. Và tất cả những cái biến cố trong cuộc đời này, dù nhỏ hay dù lớn, rồi cũng sẽ có ngày mình phải trải qua. Chả ai đi trên một cái con đường trải thảm từ đầu đến cuối cả. Nếu có chỉ là vẻ bên ngoài thôi, cái câu chuyện sâu bên trong cứ sống đi các bạn. Cứ sống như kiểu là ngày mai mình sẽ không được sống nữa. Ngày nào làm được gì thì làm. Ai cũng thế, một ngày chỉ có 24 tiếng thôi các bạn. Cố lên, rồi các bạn sẽ trở thành một con người khác lúc nào các bạn không hay đâu. Khi mà các bạn nhìn lại quá khứ của các bạn sẽ thấy nó buồn cười đó. Nó là một cái chuỗi mà chúng ta không thể biết trước được. Hay lắm. Công Ngô nhá. Anh Đỗ ơi, nghĩ sao về việc bố mẹ luôn so sánh mình với con nhà người ta? Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học dốt, anh nghịch vãi cả lồn, mọi người cũng chê anh là đéo có tương lai. Và sau này thì mẹ anh sẽ trở thành thằng này thằng kia, so sánh anh với thằng này thằng nọ, anh đéo quan tâm. Và sau này anh làm, bây giờ anh là thằng, anh nói thẳng luôn, bây giờ anh là thằng có tiền. Thế thôi, đéo nói gì, đéo đếm xỉa gì cả, thích nói đéo gì thì nói. Mình lo được cho mình lo được cho gia đình mình lo được cho mẹ mình. Khi mà mẹ mình về già dần rồi, con mình lớn lên dần rồi, gia đình nó đề huề hạnh phúc, có của ăn của để, thế là được. Đéo cần phải trả lời em, người ta tự hiểu. Rồi lúc đấy những người nói em sẽ quay ra tự định em. Em có tin không? Đi mẹ mà cuộc sống nó buồn cười vãi lộn như thế. Có những người ngày xưa đéo coi anh ra một cái gì cả. Có những người cả chục năm đéo giờ liên lạc. Đi mẹ mà tự nhiên gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Đi mẹ ứ, vẫn trả lời thôi, chả làm sao cả. Vẫn nói chuyện với nhau như bình thường thôi, nhưng mà mình vẫn giữ một cái khoảng cách và mình biết được là người ta là con người như thế nào rồi. Thế là được rồi, chứ còn cãi đi cãi lại thì hóa ra mình lại chả bằng người ta à, đúng không?